Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ngọc Khải TV nha. Hôm nay em sẽ vào bếp nấu món cá thác lát dùng củ hoa với lại tôm chiên bột cho gia đình ăn cơm nha mọi người. Mọi người cùng vào bếp với em nha. Mi dắt mọi người đi. Mi dắt, dắt. Đứng đây nè, với Mi dắt mọi người thấy, đúng rồi. Bác đồng nhiều. Bác đồng nhiều. Con có thương mọi người không? Có. Thương nhiều không? Thương nhiều. Em mẹ biết mày. Mẹ cháu chiếc gì? Con tôm. Mỗi lần dùng củ hoa là lại nhớ Tết mọi người ha. Ở trong quê em á, họ ở đây nữa, em thấy nhiều người giống như cũng miền Nam như em vậy đó. Là cứ cuối năm là làm hổ hoa nhưng mà là dùng thịt mọi người. Cái cúng ông bà rồi với lại một cái quan niệm là kiểu là cuối năm nấu hổ hoa ăn cho khổ nó qua hết á. Cho nên là mẹ chồng em hay mẹ em á hả là cuối năm là 30 đó là nấu hổ hoa cúng rồi ăn. Ăn cho hết luôn ngày 30 nha, không để qua ngày mùng 1 là để cho khổ qua hết. Không biết nhà khác thì thế nào, không biết chứ nhà em là vậy đó. Mọi người thường thì thích ăn khổ qua giờ thịt dùng khổ qua hay là cá thác lát dùng khổ qua mọi người? Cái nào cũng ngon hết nhưng mà theo em thì em lại thích cá thác lát dùng hơn. Chỗ mọi người chả cá thác lát họ bán bao nhiêu một ký ha? Bình thường em mua quen rồi em cứ ra kêu cô lấy con 50 ngàn là cô bán rồi cho nên là em cũng quên hỏi là giá bao nhiêu một ký luôn mọi người. 50 ngàn bao nhiêu đó mọi người. Em mua chả cá thác lát là mấy cô ở chợ nhồi sẵn rồi mọi người. Nhồi gia vị rồi rau rồi vô trỏng luôn rồi. Chứ em không có mua cá không nha. Mua khổ qua, dưa leo, hành ngò là 30. Mua tôm hết 70 mọi người. Với lại 50 cá thác lát là hết 150. Bình thường mình muốn chiên tôm chiên bột cho đẹp á, mình để cái đuôi tôm lại mọi người. Xong rồi chiên á, còn cái đuôi nhìn nó chiên bài cho đẹp á. Còn này nhà có mấy đứa nhỏ ăn cho nên là phải lột hết. Xong rồi mình tẩm vô bột mình chiên thôi cho nó dễ ăn. Chứ để mà còn cái đuôi á, là mấy lần á, em chiên để cái đuôi lại á, nó ăn nó cứ kêu là xương rồi này kia nọ, bắt mình phải bóc ra nữa, mệt lắm mọi người. Làm sẵn vậy đi ăn cho tiện luôn ha. Để em lấy cái tăm, em lấy cái đường chỉ tôm ra mọi người ha. Cái chỉ này nó đen thôi à, nên mình lấy ra cho sạch đi, ăn cho nó ngon ha. Sạch sẽ ha mọi người ha. Hơi rồi cái dài. Hơi rồi cái dài luôn. Em cắt hành ngò nhiều nhiều bỏ vô cho nó thơm ha mọi người. Em thích cho hành ngò vô trong cái nồi củ hoa nhiều á, thơm mà nhìn nó ngon. Giờ nước sôi em cho củ hoa vô nha mọi người. Em thấy có mấy cô chú chỉ là cho mấy củ hành tím á mọi người, với lại cái rễ của cây ngò bỏ vô nồi nước mình nấu cho nó thơm. Nhưng mà thôi nhà ăn cho nên em không có màu mè. Nấu đơn giản vậy ăn mọi người ha. Cái phần cá nãy còn dư nè nên là em cho vô trong nồi luôn ha. Giờ thì em pha bột chiên giòn để em cho tôm vô để em chiên ha. Nồi canh gần chín rồi mọi người. Em cho miếng muối, miếng bột ngọt ha, miếng cờ no nữa với lại miếng nước mắm nữa. Tôm chín rồi mọi người, giờ em chuẩn bị bày ra dĩa, chuẩn bị dọn cơm ăn nha mọi người. Rồi cho thêm bông hoa hồng nữa, rồi cho thêm hai cái lá cho nữa cho nó đẹp đẹp ha. Nhìn tỉa cái lá không giống ai luôn á. Rồi bây giờ tới giai đoạn là thánh rắc hành nha mọi người.
rất hành ngồi vô cho nó thơm mọi người, với lại nhìn cho nó hấp dẫn. Em thích cái canh này là phải bỏ hành ngò nhiều. Xong rồi một hồi mình cho miếng tiêu vô nữa. Xong rồi nè mọi người, để em cho ra tô ha. Rắc thêm miếng tiêu nữa ha. Một hồi cái mình làm một dĩa nước mắm mà cho ớt cay thì cay ha, xong rồi chấm. Trời ơi đói bụng quá. Dọn cơm ăn mọi người ơi. Em mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình em nha. Giờ là gia đình em chuẩn bị ăn cơm mọi người, đói quá trời đói rồi. Em mời mọi người nha, ăn cơm thôi. Ngon không Khải? Ngon. Gặp mời mọi người ăn cơm Ngọc. Con mời mọi người ăn cơm. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của em nha. Giờ thì em chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Bye bye mọi người.